Giờ chúng ta sử dụng cái làm cái câu số 1 là sử dụng 1A là sử dụng Excel để tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu trong cái file copper này. Đây là cái file copper. Thì ở đây chúng ta sẽ vô cái data data analysis. Ta chọn cái delete field static. Rồi chọn cái dữ liệu. Do đây chúng ta chọn có cái cột có tên biến cho nên sẽ bấm dấu check vô đây. Chỗ dùng sức dữ liệu đó thì mình sẽ chọn ngay trên cái bảng tính Excel của mình luôn. Tức là mình chọn ngay chỗ này đi. Rồi sau đó là mình chọn theo hai cái là summary static với cái sai số ước lượng như khoảng tin cậy 95% này. Ok. Thì nó ra được cái hiện cái này. Thì trong cái này thì chỗ này nó chính là độ lệch chuẩn nè. Độ lệch chuẩn. À, xin lỗi, cái này nó chính là cái kỳ vợ cái trung bình mẫu, trung bình mẫu. Còn độ lệch chuẩn là chỗ này là độ lệch chuẩn mẫu. Còn cái phương sai mẫu là chỗ này. Phương sai mẫu. Còn cái này là cái cỡ mẫu nè. Cỡ mẫu. Còn cái này là sai số ước lượng. Sai số ước lượng. Ở độ tin cậy 95%, ha, ở độ tin cậy 95%. Thế thì mình xem trong cái yêu cầu đó, thì nó kêu là tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu dùng hàm hoặc là xuất bản thống kê. Ở đây mình xuất bản thống kê nè, xuất bản thống kê kia nè, đây là cái bản thống kê nè. Rồi tính như trên lớp là tìm khoảng ước lượng khoảng cho trung bình của copper condensation với độ tin cậy 95%, giải thích khoảng ước lượng này. Thế thì mình tính theo trên trên lớp đó thì cái khoảng ước lượng này đó là mình phải sử dụng cái hàm cái công thức giống ở trên lớp, là cái công thức như thế này. Công thức ước lượng giống trên lớp. Là công thức này. E bằng T N trừ 1 alpha chia 2. Không. Nhân S chia căn N. Thì cái T của mình đó, T N trừ 1 alpha chia 2 là mình sẽ sử dụng cái hàm T invert ở trong Excel. Không. Thì ở đây mình sẽ là T T alpha. Thì mình sẽ dùng cái hàm T invert T chấm invert. Mình sẽ dùng cái chữ cái này 95% phải không? Thì mình sẽ chia 2 thì 1 trừ alpha chia 2 là trừ cái độ tin cậy 95% thì gamma nó sẽ bằng 95% cho nên alpha là 5%. 0,05 chia 2. Chia 2 ha. Alpha là 0,05. Và số mặt tự do của mình ở đây là cái cỡ mẫu bằng 10 cho nên số mặt tự do của mình nó sẽ là bằng 9 hoặc là mình lấy chỗ này trừ 1. Đấy, thì nó ra được cái số cái T alpha chia 2 nè. Ở trong công thức này T alpha chia 2 phải không? Rồi nhân cho S chia căn N ra được cái sai số ước lượng phải không? Thì cái sai số ước lượng nó sẽ là sai số ước lượng của mình nó sẽ là bằng T nhân T alpha nhân cho S, S là chỗ này, độ lệch chuẩn mẫu là S chỗ này, rồi chia cho căn N QRT QRT căn N là chỗ này. Đấy. Thì em thấy là cái sai số ước lượng này với cái chỗ này là như nhau nè. Thì cái chỗ này là trong cái bảng tóm tắt thống kê nó tính sẵn cho mình. Còn cái chỗ này là mình sử dụng công thức giống ở trên lớp, đúng chưa? Công thức trên lớp nè. À, nhưng mà bây giờ mình tính cái khoảng. Lúc này cái khoảng nó sẽ là gì?
khoản ước lượng nó sẽ là x ngang trừ e. X ngang trừ e thì cái x ngang của nó, x ngang là chỗ này, x ngang này trừ cho e là trừ cái sai số ước lượng mình mới vừa tính này. Và x ngang cộng e, ngang cộng e x ngang cộng cho e, e là chỗ này. Đấy, thì ở đây mình sẽ kết luận là hàm lượng đồng là tiếng Anh nó là copper à, ở đây cái đề bài nó nói là copper content sấy xanh đó. Rồi cái đề này là copper content sấy xanh. Nó sẽ từ bao nhiêu? Từ 8.2854. Đến 8.3306. Đấy thì ở đây mình đã hoàn thành xong cái câu A nè. Câu B nè, tính cho chơi tính trong trên lớp nè. Câu A là mình chạy cái bảng tóm tắt thống kê ha. Và mình chú thích mấy cái giá trị mà người ta yêu cầu. Ở đây thì tôi chú thích nhiều hơn. Thì cái giả thiết nào đưa ra để mà mình làm cái khoản này thì cái giả thiết mà để áp dụng cái này đó là cái giả thiết đặt ra đó. Giả thiết là cái copper con sen trái xanh này là nó có phân phối chuẩn, có phân phối chuẩn, chưa biết độ lệch chuẩn. Thì mình giải thích cho cái câu C này đó. Còn bây giờ tìm khoản tin cậy 90% thì cũng giống như ở trên ha. Tìm khoản tin cậy 90% mình cũng ở trên và mình sẽ giải thích xem là cái khoản này rộng hơn, hẹp hơn so với cái khoản mình mới vừa tìm này. Mình mới vừa tìm này. Cái này là khoản tìm khoản tin cậy khoản ước lượng 90%, cái này là 95% nhé. Rồi, xuống dưới thì em sẽ tìm khoảng tin cậy 90% nha. Khoảng tin cậy 90% ha. Thì mình giải thích xem là nó rộng hay hẹp hơn khoảng này. Rồi sử dụng Excel để mình kiểm tra lại chỗ câu E, nếu mình sử dụng khoảng Excel đó. Chỗ câu E ha, câu E là sử dụng Excel thì mình có thể sử dụng cái hàm confidence ở trong Excel. Thì ở đây là trong Excel nó có hai cái hàm confidence, thì confidence norm với confidence t. Thì đây mình sẽ dụng confidence t tại vì cái chỗ này với liên quan đến chữ t alpha nè, mình dùng confidence t nè. Còn nếu như mình dùng công thức ở trên lớp giống như ở trên lớp này cái công thức này đó thì mình dùng confidence norm, confidence theo phân phối chuẩn. Đúng chưa? Đấy, thì ví dụ mình dùng trong Excel là confidence norm là bằng bấm chữ confidence t nè. Thì alpha mình lấy là 5% luôn, tại vì cái này 1 trừ alpha chia 2 ra là nhiêu? 5% là 0.05 luôn. Alpha mình lấy là 5% tại vì cái này là độ tin cậy 95% ha. Và độ lệch chuẩn cái standard tế vi xanh đó là nó nằm ở đây nè. Đều là chuẩn mẫu nè. Và kích thước là mình lấy cái size cỡ mẫu luôn. Thì em thấy là rõ ràng cái số này đó con số mình mới vừa tính ra là nó với con số này nó giống nhau nè. Ba số này nó giống nhau.
Thì một cái là mình chạy bằng cái bảng tóm tắt thống kê, một cái là mình chạy bằng mình tính bằng cái công thức trên lớp, và một cái mình tính bằng cái confidence ở trong Excel, thì nó giống nhau ha. Cái này ở 95% ha, 95%. Cái trường hợp 90% thì mình cũng làm tương tự, ví dụ 90% nè. Thì mình dùng cái confidence. À, confidence T ha. Đấy. Thì lúc này nếu mà 90% thì alpha nó là 0,1, 0,1, 0,1. Rồi à, độ lệch chuẩn nó vẫn là con số này. Kích thước mẫu nó vẫn là con số này. Thì mình thấy cái sai số ước lượng trong cái trường hợp này là nó nhỏ hơn cái ở trường hợp 95%, cho nên cái khoảng tin cậy 90% này nó hẹp hơn. À. Rồi trên đây là thầy hướng dẫn cái bài số 1 ha.